Bé ơi, bé ơi, sao thế? Sao giỏi anh thế? Hôm qua anh hứa mua trà sữa cho em nhưng mà anh quên. Ôi, xin lỗi mà, anh mua trà sữa cho bé nhá. Không, thôi xin lỗi mà. Không vậy, nhưng mà anh ra kia đi để em bình tĩnh lên một tí. Anh biết không? Sao đấy? Mua bánh cho ai đấy? Ăn không? Dạ ăn. Ăn nha. Thế hết giỏi nhá. Đi bàn.